Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn ở trong cái video mới nhất trên kênh Núi Đồi Lục Ngạn ngày hôm nay. Xin thưa các bạn, vải thiều Lục Ngạn đã nở hoa các bạn nhé. Năm nay thì vải U Hồng, vải Thanh Hà và vải thiều chính vụ nở cùng nhau luôn. Bây giờ lượng ong đã đưa về cũng Lục Ngạn cũng đã bắt đầu tương đối nhiều rồi. Và cũng xin giới thiệu với các bạn, nó là một cái đặc sản mật ong hoa vải thiều Lục Ngạn mùa 2023. Ong thì đã đưa về đây rồi nhưng mà chưa mở cửa để cho, gọi là mới bắt đầu thôi. Còn trong ngày hôm nay thì chắc là các anh chị em cũng sẽ gọi là sắp xếp này, triển khai này. Thì ở vườn, tại vườn đây là khoảng 300 thùng các bạn, 300 cái ổ này. Ong năm nay thì phải nói là cái ổ này rất là đắt, tức là một cái thùng ong này rất là đắt luôn. Anh em hay gọi là ổ nhưng thực ra là một cái thùng ong, trong nó có các cầu. Năm nay thì cái giá mọi thứ lên rất là nhiều luôn, so với mấy năm lên gần gấp đôi hoặc gấp rưỡi các bạn ạ. Đấy, buổi sớm tinh mơ luôn nhưng mà trên cái cây đã cảm thấy rất là nhiều mật luôn rồi. Đấy. Trong các loại mật của cây hoa này thì mật vải thì là trong một trong những loại mật mà chất lượng thì rất là ok nhé. Và rất nhiều các bác các anh chị em cũng thích cái loại mật ong này. Và đến gần đây thì rất nhiều các bác các anh chị em đã hỏi kênh Núi Ngạn là đã có mật ong hoa vải chưa. Đấy, thì mình xin thưa với các bạn là chuẩn bị có nhé. Thì để cái vòng quay nó, cái vòng đầu này thì sẽ để lâu lâu, để rất là lâu luôn, và mật của nó rất là đặc và rất là ngon, rất là sánh nhé. Thì các bạn cứ chờ đợi một vài buổi nữa thì nó sẽ, mật sẽ được quay nhé, và đó là cái lượng mật vải cực kỳ ok luôn. Mật vải này thì lấy hoa vải, lấy đến lúc mà đang bắt đầu nở rộ này thôi các bạn ạ, thì nó loanh quanh nó rơi vào khoảng tầm 15 đến hơn 20 ngày một chút thôi, chứ không được lâu đâu. Thứ hai nữa là trong quá trình lấy mật này này thì thời tiết đẹp nhất đó là gì, đó là nắng nhá. Cứ nắng ráo thì ok, còn nếu mưa là thất thu các bạn ạ. Nên là với cái việc mà lấy mật ong này thì nó cũng như là giống như là đánh bạc ấy. Thực ra nó cũng phụ thuộc vào thiên nhiên mà. Mật mà trời khô ráo, nắng rẻ thế này thì mật nó không bị loãng và không bị rơi. Còn nếu mà mưa xuống thì tất nhiên rồi, là nó loãng và nó sẽ không lấy được mật. Và dưới rất là lâu luôn nhé. Đó. Thì cũng chỉ mong là thời tiết nó nắng ráo ok là tuyệt vời nhất nhỉ. Thì các bác nuôi ong, anh chị em nuôi ong chỗ mình đây cũng sẽ được cái nguồn thu nhé. Đấy. Và dự kiến sản lượng mật nó cũng hàng nghìn tấn luôn các bạn ạ. Bởi vì cái đồng đất quê vải mình nó rộng mênh mông luôn. Và ong bây giờ mới bắt đầu, gọi là bắt đầu về thôi. Một số anh chị em thì như bình thường mấy năm trước ấy, cái vải U Hồng nó nở sớm hơn trước so với cả cái vải Thanh Hà và vải thiều chính vụ này này, khoảng tầm 15 đến 20 ngày thì bắt đầu lấy vải U Hồng trước, như năm nay nó nở cùng nhau thì đương nhiên là mật ong vải năm nay sẽ kết thúc tương đối nhanh các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy mật nó nhiều không, mật nó đọng trên hoa nhiều không, rung rinh luôn này, long lanh luôn này. Quá là nhiều luôn. Lúc còn nhỏ thì đội mình vẫn cứ hay là gọi là cho mồm vào mút đi, mút 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 đi, nó rất là ngọt. Nhìn nó đẹp lắm, như hoa, như bông tuyết đấy các bạn. Cái đàn của mình và của ông em mình thì đang để bên Bình Sơn, Lục Nam các bạn ạ. Đấy, mấy anh em thì đang để bên đấy thì chắc là cũng dự kiến là một vài ngày nữa thì, thực ra bên đấy thì cũng chưa quay được, về từ bên đấy chuyển từ Đắk Lắk nhé, chuyển từ Đắk Lắk lấy hoa cà về đến Bình Sơn, Lục Nam là được khoảng tầm, hôm nay là ngày thứ tư thì chắc để khoảng tầm 5 ngày nữa thì sẽ quay mật các bạn ạ. Bên đấy thì đang lấy U Hồng rồi, mình cũng dự kiến là sang thăm nhưng mà chưa sang được. Đó thì
Trong các loại mật thì mật hoa vải này nó rất là vàng, rất là sánh, rất là thơm và rất là đậm đặc nhé, rất là ngon luôn. Cái cân nặng rồi cái các chỉ số về đường, về các, nói chung là cũng có cái bộ đo dụng cụ để kiểm nghiệm cái chất lượng đường đấy các bạn, thì rất là ok luôn. Đó thì cũng lấy mật như năm nay thì mình dự kiến là sẽ lấy mật rất là nhanh luôn, vì thời điểm mà hoa vải nó nở rộ cùng nhau thế này thì đương nhiên là sẽ không lấy được vải sớm đấy. Đây, ong đi xa này các bạn, ong đi xa này. Đấy, và đây, lượng ong chết này. Thực sự là nuôi ong này cũng rất là vất vả các bạn ạ, vất vả đều tay luôn ấy, như con mọn ấy. Còn nói thì bảo làm gì mà sướng thì chả cái gì sướng phải không các bạn, làm cái gì cũng vất vả, quan trọng là làm có công, làm nó yêu, gọi giống như kiểu mình nói là yêu nghề thì nó đem lại thu nhập nữa thì rất là hăng say luôn, phải không các bác anh chị. Thế thôi thì mỗi người mỗi nghề. Đấy, còn mời các bạn chuẩn bị thưởng thức hoa vải, mật hoa vải nhé, mật hoa vải mùa 2023 chất lượng cực kỳ tuyệt vời, cực kỳ ok. Đấy, và năm nay như mình vừa nói là mật sẽ lấy rất là nhanh luôn đấy các bạn nhé. Bởi vì khi mà nó thành quả non hết hoa cái là phải chuyển ong đi ngay. Đấy, bởi vì khi mà có quả non rồi thì công tác chăm sóc sóc vải nó bắt đầu, bà con bắt đầu thì đương nhiên hết hoa là hết mật mà, thì sẽ chuyển đi và lúc đó thì sẽ lại tính lấy các loại hoa mật khác. Vì vậy cái vòng mật vải năm nay mình nghĩ là nó sẽ kết thúc tương đối sớm, nếu không tranh thủ là sẽ không được nhiều mật năm nay đâu. Mà mọi cái chi phí như năm nay thì nó rất là đắt các bạn nhé, công chuyển này, công chuyển ong này, cước xe chuyển này, đấy, cực kỳ cao này. Thứ hai là chưa nói là cái đầu vào các bạn nhé, đầu vào năm nay mọi thứ nó cao, từ cầu, từ ổ, từ thùng to, tóm lại từ mọi thứ khác, để chi phí nó cao lên rất là nhiều. Thì hy vọng rằng là cái số mật lấy được sẽ để bù được cái số chi, còn lãi lời thì mình nghĩ là nó cũng không nhiều. Đấy thì các bạn, các anh chị em mà muốn thưởng thức mật ong thì mật ong chính hiệu luôn nhé, nguyên chất luôn, hoa vải thiều Lục Ngạn mùa 2023 và chất lượng số 1 luôn đấy, thì các bạn liên hệ với kênh Núi Đồi Lục Ngạn mình nhé. Thì năm ngoái mình cũng đã chia sẻ và gửi mật cho tất cả các anh chị em rồi thưởng thức, vì nó rất là tốt cho sức khỏe, mật ong rất tốt cho sức khỏe mà nên dùng hàng ngày đó. Thì đợt tới mà vòng quay mật thì mình cũng sẽ giới thiệu và chia sẻ với các anh chị các bạn, còn hôm nay thì gọi là ong mới về thôi, và chia sẻ với các bạn, các anh chị em, và giới thiệu cái hoa vải đang nở và giới thiệu cái các bác là mật hoa vải thiều mùa 2023 nhé, cực kỳ ok, cực kỳ chất lượng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn, các anh chị ở các video clip tiếp theo. Và mời các bạn thưởng thức hoa vải, mật hoa vải thiều Lục Ngạn. Gọi theo số điện thoại 0368 052 750. Xin chào và cảm ơn các bạn, các anh chị đã theo dõi.